Con gái học lớp 6, cao 1m64, diễn viên Minh Tiệp tiết lộ, mỗi ngày phải ăn một quả trứng, duy trì giờ đi ngủ siêu kỷ luật. Diễn viên Minh Tiệp cho biết, anh và vợ không áp dụng chế độ đặc biệt nào trong việc nuôi dưỡng con cái. Nhưng cũng sẽ có những nguyên tắc mà bé Minh Thùy cần tuân theo để có sức khỏe và sự phát triển tốt. Minh Tiệp từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh chàng diễn viên điển trai gây thương nhớ cho nhiều khán giả nữ thông qua hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như Lập trình cho trái tim, Lời du mùa đông. Những năm gần đây, anh có thêm vai trò là giám đốc trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Minh Tiệp cũng được khán giả ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Thùy Dương. Hơn một thập kỷ song hành cùng nhau, cặp đôi có trái ngọt hôn nhân là của con gái Minh Thùy. Là con gái duy nhất trong nhà, Minh Thùy nhận được nhiều tình yêu chăm sóc của bố mẹ. Bản thân Minh Tiệp cũng tiết lộ, anh và vợ luôn đồng hành cùng con trong quá trình lớn khôn. Dù không quá khắt khe trong việc theo đuổi các phương pháp nuôi dạy con, nhưng vợ chồng nam diễn viên luôn cố gắng tạo môi trường tốt nhất để con phát triển. Trong đó có việc rèn luyện những thói quen tốt cho con từ bé. Ở tuổi 12, con gái của Minh Tiệp và Thùy Dương nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi sở hữu gương mặt xinh xắn cùng chiều cao nổi bật. Theo dõi những hình ảnh của Minh Thùy được bố mẹ chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khán giả dành cho cô bạn những lời khen về ngoại hình xinh xắn, cao ráo như thiếu nữ. Minh Thùy được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là đôi chân dài từ mẹ. Chính Minh Tiệp và Thùy Dương cũng từng chia sẻ về sự bất ngờ khi chứng kiến tốc độ phát triển nhanh như thổi của con gái. Chỉ trong vòng nửa năm, từ lớp 4 lên lớp 5, Minh Thùy đã cao thêm 10cm. Sau đó, trong thời gian ở nhà nghỉ dịch, Minh Thùy tiếp tục cao lên 3cm và đến nay là cao 1m64. Với tốc độ phát triển này, nhiều người dự đoán chỉ vài năm nữa cô bạn có thể cao ngang bằng, thậm chí vượt qua mốc 1m72. Thậm chí gần đây, Minh Thùy cũng có thể mặc vừa một số quần áo của mẹ. Diễn viên Minh Tiệp cũng chia sẻ, ngoại hình và phong cách của con gái anh khá chững chạc so với các bạn đồng trang lứa. Mỗi lần đi sự kiện, mặc váy và mang thêm giày cao gót thì nhiều người còn tưởng Minh Thùy là sinh viên. Còn trong đời thường, cô bạn lại thích mặc những gì thoải mái, rộng rãi nhưng không mất đi sự nữ tính. Trao đổi về phương pháp nuôi dạy con gái, diễn viên Minh Tiệp cho biết, vợ chồng anh không nặng nề việc phải làm theo một công thức nào đó. Minh Thùy lớn lên như mọi đứa trẻ khác, với chế độ sinh hoạt bình thường. Buổi sáng bạn ấy ăn cùng bố mẹ ở nhà, có thể làm mì, phở hoặc thậm chí là ăn cơm theo kiểu truyền thống như bố mẹ ngày xưa. Buổi trưa bạn ấy ăn ở trường, tối về ăn cơm cùng gia đình, không có chế độ nào quá đặc biệt cầu kỳ. Nhiều người cứ nghĩ Minh Tiệp có điều kiện, làm nghệ sĩ thì nuôi con phải có phương pháp gì đó ghê gớm lắm. Nhưng tôi luôn để cháu phát triển tự nhiên, bình thường như con của bao gia đình khác, nam diễn viên chia sẻ. Tuy nhiên đối với Minh Tiệp, anh cũng đề ra một số thói quen trong ăn uống, giờ giấc sinh hoạt và yêu cầu con thực hiện nghiêm túc để có được lợi ích lâu dài về sức khỏe và thể chất.